Xin chào tất cả mọi người. Xin chào mừng mọi người đã đến với video về nhận định thị trường ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày chủ nhật, ngày cuối tuần. Mình cũng chúc tất cả anh em sẽ có một cái ngày cuối tuần giao dịch hiệu quả và thật là vui vẻ. Bitcoin ngày hôm qua thì đã có khối lượng giao dịch nó không có nhiều và đã đóng nến ở trên cái mức 20.000, ở mức khoảng 20.100. Đấy, tuy nhiên là cái giá này thì là một cái nến, mình thấy nó lực nó cũng khá là yếu. Hiện tại thì theo mình nhận thấy rằng tình hình giá Bitcoin nó vẫn đang lượn lờ ở cái mức là 20.000 mà thôi. Vẫn đang tranh chấp và đấu tranh giữa phe mua và phe bán để xác định xem thử là cái giá là sẽ có vượt lên được trên 20.000 hay là không. Trong những cái khung thời gian nhỏ hơn, ở khung H4 thì ngày hôm qua là chúng ta đã thấy có những cái cây nến rút râu. Như nhận định ngày hôm qua của mình thì sẽ là chờ lên để short, thì thị trường nó cũng đã có những cái sự hồi lên và mình cũng đã cho các anh em trong kênh bắt một vài các cái lệnh short ở khu vực phía trên này, và short xuống thì hiện tại vẫn đang lãi. Mình anh em nào có thấy có lãi thì cũng có thể là chốt. Mình thì mình vẫn đang giữ cái lệnh đấy. Về trên khung H1 thì mình ở đây là mình đã thấy rằng anh em kể cái trendline thì chúng ta thấy giá nó đã đi ra khỏi cái trendline này rồi. Có một số các cái khung thì giá mình thấy nó đã đi ra break khỏi cái vùng này. Đấy. Giá nó đã đi qua khỏi cái vùng này và nó đã vượt lên thì nó đã có cái sự tăng nhẹ, và hiện tại thì giá nó cũng đang là giao dịch và lưỡng lự ở cái vùng cản này. Đây hiện tại nó đang trở thành một cái vùng hỗ trợ cho chúng ta, hỗ trợ cho cái đường giá để bật lên. EMA thì nó cũng 34, nó có khả năng nó sẽ cắt lên trên khung H1 thì mình cũng kỳ vọng nó sẽ cắt lên. Ngày hôm nay có thể là chúng ta sẽ có được những cái sự hồi nhẹ lên của giá Bitcoin hoặc là đi sideways mà thôi. Mình thì mình nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ không có những cái biến động nào nó quá lớn, tại vì thường hôm nay là cuối tuần thì giá nó cũng thường xuyên đi sideways, đi ngang. Cùng hơn nữa là hiện tại ở cái mức giá này là hiện tại chúng ta vào short thì nó cũng rất là rủi ro, cho nên chúng ta cứ phải là quan sát để xem hôm nay có tín hiệu gì hay không, và nếu không có tín hiệu nào mới thì chúng ta hãy cứ kiên nhẫn nhé. Giá Bitcoin thì nó sẽ là đang giao dịch ở vùng 20.000 và mình thấy nó sẽ có khả năng là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái cú hồi, tuy nhiên thị trường thì đến hết ngày hôm nay mình vẫn nghĩ rằng chúng ta phải chờ đợi cái sự xác nhận đóng nến tuần và đóng nến ngày để qua một cái tuần mới xem thử cái mức giá này nó có giữ được trên cái mức là 20.000 hay là không. Khung H4 thì chúng ta đã có được ba cây nến sen, trong đó có một cây này thì nó đã rút râu từ hơn 20.000 và giữ được ở cái mức là 19.900. Đấy, và hy vọng là chúng ta sẽ có những cái cây nến sen hơn nữa thì để đẩy được cái mức giá lên ở những cái vùng cao hơn. Nếu giá nó có sự hồi lên thì đây sẽ là những cái vùng tiếp theo mà sẽ có cái sự kháng cự lại và giá nó phải test những cái khu vực này. Giá nó phải test lại những cái khu vực này, 20.000, 20.100, 20.400 hoặc là khu vực này 20.700 để nó có thể đi tiếp những cái khu vực là cao hơn. Còn nếu giá nó quay trở lại thấp hơn cái mức này thì mình nghĩ rằng giá nó sẽ có cái xu hướng là nó về ở cái vùng này là 19.600. Đấy, về 19.600 thì nếu hôm nay nếu giá nó về 19.600 thì chúng ta sẽ chốt cái lãi của cái lệnh short hiện tại đang giữ, và sau đó là mình sẽ có khả năng mình sẽ long lên ở những khu vực này trên này. Tuy nhiên mình cũng không quá khuyến khích anh em long ở những cái giai đoạn bây giờ, tại vì nó sẽ đi ngược trend lại với cái thị trường chung trên cái khung lớn nhá, và chúng ta cứ phải chờ để xem thử giá nó sẽ phản ứng như thế nào.
Về Fibonacci thì hiện tại giá nó đang giao dịch ở cái vùng Fibonacci. Đây là Fibonacci 23,6% là ở 20.000. Chúng ta có những cái vùng Fibo tiếp theo cũng là những cái vùng có cái volume thì nó sẽ trở thành những cái vùng kháng cự 20.600. Và nếu tốt thì nó sẽ lên được cái mức là 0,5% là 21.000. Thì chúng ta hãy cùng nhau kỳ vọng là giá nó có khả năng lên được ở những cái vùng này. Được chưa? Về một số các cái chỉ số khác, ví dụ ETH thì giá nó hiện tại nó đang ở rất là dưới ở phía này thì cũng không có nên short. Tổng vốn hóa thị trường thì nó cũng đang ở mức là 935 tỷ thì cũng khá là thấp, gần cái mức 900 tỷ rồi. BTC Dominant thì hiện tại nó vẫn đang có xu hướng là đi lên lại như nhận định của mình ngày hôm qua. Thì nó cũng không có gì thay đổi về cái BTC Dominant này, nó sẽ có cái xu hướng đi lên lại và hút dòng tiền về cho Bitcoin. USDT.D thì nó đã có cái sự giảm nhẹ, và khi cái này giảm nhẹ thì hôm qua, tối hôm qua anh em cũng thấy là Bitcoin nó có một số các cái sự thị trường altcoin nó đã có cái một số các cái đồng nó đã tăng nhẹ. Ngày hôm nay nếu sideways của giá Bitcoin thì anh em có thể để ý một số các cái đồng altcoin nó sẽ tranh thủ dòng tiền nó được bơm nhẹ vào đó và nó sẽ tăng lên khoảng 5 đến 10% hoặc là 3 đến 5% tùy theo từng cái đồng altcoin một. Thì anh em nào thường xuyên theo dõi và quan sát một số các cái đồng altcoin thì anh em có thể là lưu ý điều đó để chúng ta có thể là ăn được cái nhịp nhanh. Tuy nhiên là nhịp hồi thì chúng ta chỉ nên là ăn nhanh và rút nhanh chứ chúng ta không có giữ lệnh quá lâu, tại vì nó đang đi ngược lại xu thế thị trường. Được chưa? Đấy. Còn lại về Bitcoin thì quan điểm của mình là mình vẫn hiện tại bây giờ mình sẽ không có vào lệnh mà mình sẽ chờ. Đấy, hiện tại thì mình trong ngày hôm nay mình sẽ kỳ vọng rằng giá nó sẽ về ở những cái vùng này, vùng 19.600 để test lại cái vùng này, sau đó nó sẽ bật lên những cái vùng cao hơn là khoảng 20.300, 20.400 hoặc là tốt thì 20.700 hoặc là 21.000. Nếu đến tuần và đến ngày chúng ta đóng được ở cái mức là 21.000, nếu đến ngày đóng vượt qua được 20.800 và đóng được 21.000 thì thực sự là cũng rất là tốt, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái hy vọng là có sự hồi phục nhẹ. Còn ở trên khung đến tuần thì anh em đã biết là hiện tại là đang hình thành cái mô hình hai đáy, hiện tại đang hình thành mô hình hai đáy đấy, và chúng ta phải chờ những cái tuần tiếp theo để xem thử có thực sự là mô hình hai đáy hay không và nó sẽ hồi lên được đến mức bao nhiêu. Một cái điều nữa trong ngày hôm nay và trong tuần tiếp theo anh em giao dịch cần phải chú ý đó là nếu hôm nay chúng ta có chứng kiến những cái nhịp hồi lên thì cái nhịp hồi này nó cũng sẽ là trùng với gần cái thời điểm ngày 21 tháng 9 tuần sau theo giờ Mỹ và rạng sáng ngày 22 thì Fed sẽ công bố cái lãi suất. Cho nên hiện tại là thị trường cũng đang kỳ vọng dự báo Fed sẽ tăng 0,75 điểm lãi suất hoặc là 1% lãi suất. Thì theo mình nhận định nếu Fed tăng đúng 0,75 thì có thể là thị trường sẽ lạc quan trong ngắn hạn, tại vì tin tức này đã được hấp thụ và thị trường đã có sự chuẩn bị sẵn về tâm lý trước. Còn nếu mà Fed tăng lãi suất lên 1% thì thôi, chắc chắn rằng chúng ta sẽ chứng kiến những cái đợt panic sell cực kỳ khổng lồ. Cho nên gần cái thời điểm đó mình sẽ nhắc nhở lại anh em và mọi người hết sức lưu ý. Còn bây giờ chúng ta sẽ nếu có nhịp hồi lên để gần đến tin lãi suất thì mình nghĩ rằng đó cũng là một cái sự hợp lý. Thì chúng ta có khoảng vài ngày để chúng ta giao dịch theo nhịp hồi này, đó là điều mà mình kỳ vọng. Còn lại xu thế chính của chúng ta vẫn là xu thế giảm giá, cho nên khi chúng ta đang giao dịch trong sóng hồi thì anh em phải hết sức lưu ý là chúng ta phải quản lý lệnh, quản lý vốn và chúng ta phải chốt lời nếu có lời và không có đi ngược lại với thị trường hoặc là không có chống lại thị trường gồng quá lâu. Đó là một số cái điều mà mình muốn nhắc nhở anh em. Và chúc anh em một ngày cuối tuần giao dịch thật thành công và hiệu quả. Mình xin cảm ơn.